Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết, đến 21 giờ ngày 8 tháng 10, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên, Yên Bái, đã chính thức thông tuyến. Tuy nhiên, do mới thông tuyến tạm thời, tàu chỉ chạy tốc độ dưới 5 km một giờ. Công ty đang tiếp tục huy động nhân lực thực hiện các hạng mục gia cố nền đường, đảm bảo tàu chạy an toàn với tốc độ cho phép. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 10, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đoạn đường giữa ga Ngòi Hớp và Mậu A thuộc huyện Trấn Yên và Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị sạt lở. Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã huy động hơn 120 cán bộ công nhân cùng thiết bị máy móc khẩn trương sửa chữa. Trận mưa lớn đêm ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 3 người thiệt mạng, 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy bị hư hỏng do ngập nước. Một số công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng.